đang tưởng hồ mà anh đã anh đón chân là anh lớn rồi, anh cứ đón ông chân nghe à, thưởng thức âm nhạc thôi. Vậy là như mày gọi là thưởng thức người ta hát thì thưởng thức đúng đường đúng sáng. Anh đón ông chân nữa chắc chưa tao em đang giờ là đón anh rồi đâu tôi đúng rồi chết rồi tụi anh đang hỏi em nhà này mày đó này Thank you.
đời là nhớ chốn nên đôi ta mãi còn nhau. Đừng nói nữa em ơi, tiếng đường ngắn đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời là nhớ.